Hello, em chào anh. Chào thư quan, nói nghe rõ không? Dạ em nghe rõ ạ. Đây, chào thư quan, chào các anh chị em trên diễn đàn. Bữa nay xin phép tôi được học tập thư quan với cháu gái An Nhiên giống anh. Có một lý do. Có lý Dạ. do mà giống anh. Tự nhiên anh không sao anh. Rồi, thật ra không phải giống mặt gì mà mở đèn ra phiền phức lắm. Dạ. Thì qua cái việc mà thơ quan đưa lên cái đề tài này nè, Dạ. thì nói về chính quyền á, thì tôi nghĩ là có lẽ là rất nhiều người đồng tình với thơ quan và cái chú Quy hồi nãy. Riêng Dạ. tôi thì tôi cũng rất là đồng tình về cái vấn đề nhân quyền mà của Việt Nam mình hiện nay đang áp dụng. Chúng ta không thể nào cái việc mà cái tụi lực lượng cái tụi mà dịch tễ mà tôi gọi là dịch tễ Dạ. mà à, thì còn ai gọi việc ta người cãi họ chứ tôi gọi dịch tễ, tụi này đáng để tìm dữ lắm, đáng đem tìm lắm, mà luộc ăn với bún mà. Cái tìm với thuốc bắc ăn với bún mà. Cái bọn này là cái bọn mà tôi không biết là đá cá lăn dưa rồi gì đó không biết, cái tụi mà đâm cha chém chú hãm chị dâu rồi tập hợp trở lại thành một cái tụi mà du hỉ du tộc Ô hợp. phá làng phá xóm phá nước Mỹ phá Việt Nam. Đó, rồi lên đòi nhân quyền, bản thân nó có nhân quyền đâu mà nó đòi nhân quyền. Đó bây giờ tôi nói Dạ. thế nào là cái nó nói cái nhân quyền thì phải nói cái vấn đề đạo đức nha. Bây giờ tôi nói nè, bây giờ trong gia đình đứa con nó quậy, nó quậy phá quá, cha mẹ phải có một cái hình thức răn đe, thậm chí phạt Dạ. roi đòn đó, đạo đức. Tôi nói vấn đề đạo đức nha. Đó, rồi ra đường anh chạy xe, nếu mà anh chạy nhanh quá, thí dụ anh chạy xe gắn máy đi mà anh chạy nhanh quá thì quá tốc độ á, cho phép á, thì anh sẽ gây ra tai nạn, anh chết người, nó cũng là vấn đề đạo đức đúng không? Hoặc là bây giờ trong Dạ. hai người đánh lộn với nhau, ví dụ giằng giằng không được cãi lộn nhau, giằng không được đánh lộn nhau đó, rồi xô xát với nhau, nhưng mà nếu như anh đánh nhau thì được, nhưng mà anh giết người thì rõ ràng là có thể là do anh tự vệ, nhưng mà anh tự vệ quá đáng, anh đánh chết người thì đó cũng là vi phạm đạo đức. Cho nên nhà nước mới dựa trên cái cơ sở đó, gọi là cái chuẩn mực, nó có chuẩn mực của đạo đức, thì nhà nước mới đặt ra một cái luật lệ, phải không? Phải đặt ra pháp luật chứ, vì vậy Dạ, phải đưa đúng ra rồi. cái luật lệ, mà luật lệ đó gọi là pháp luật. Vì vậy cho nên ta gọi ta ta định nghĩa luật pháp là gì? Định pháp luật là chuẩn mực của đạo đức. Từ cái chuẩn mực của đạo đức đó, người ta đưa ra những cái quy định bắt buộc mọi người trong một quốc gia phải tuân thủ theo những cái quy định đó, ai làm quá thì phải, thì cái hình thức phạt nó như thế nào đó, thì nó có những cái khung có những cái khung mà người ta dùng để chế tài những người không tuân thủ pháp luật, không tuân thủ đạo đức. Đầu tiên không tuân thủ đạo đức đó, tôi nói vấn đề đạo đức. Thì vậy chứ bây giờ tôi nói là nếu nói như anh đòi nhân quyền, anh làm quá, anh làm quá tôi phạt anh, thì anh nói cho rằng Việt Nam là không không tôn trọng, vi phạm nhân quyền, không tôn trọng quyền con người, nói chung dân dân cái kiểu mà tụi nó nói. Bây giờ tôi đặt lại vấn đề chúng ta Việt Tân ấy mấy Việt tìm hãy thử qua bên các nước Hồi giáo, nó bắt phụ nữ đó, che khăn mặt đó, kính trùm khăn kính mít đó, ló hàng mắt ra giống như ninja đó, nhân quyền không? Quyền phụ nữ đâu được tôn trọng, đúng chưa? À, quyền phụ nữ không được tôn trọng. À, rồi sao nó một ông nó lấy 6-7 bà, như vậy là quyền phụ nữ không được tôn trọng luôn. Lần thứ hai là cái vấn đề thứ hai là người phụ nữ không được tôn trọng, coi người phụ nữ như là một con vật, là một trò tiêu khiển cho đàn ông đó. Cái đó có vi phạm nhân quyền trắng trợn đó. Nhưng mà tại sao người ta mà bên phụ nữ ta chấp nhận? Bởi vì pháp luật nó cho phép và trong đạo giáo nó cho phép. Bởi vì nếu mà nó cái pháp luật nó chính quyền mà nó làm không được, bị phản đối thì nó có thần quyền nó kèm theo, đó là bên Hồi giáo đó. Tôi nói đơn giản như thôi. Thì bây giờ Nhật muốn nhân quyền với tụi Hồi giáo đó, thì mấy người dịch tìm này qua bên bển sao không có la lối đòi hỏi, gửi văn bản lên Liên Hiệp Quốc đòi hỏi nhân quyền cho mấy nước Hồi giáo đó. À, tôi nói đơn giản là vậy thôi, đừng nói gì Dạ. nhiều. À, rồi bây giờ nó nói là Việt Nam, nói Việt Nam không nhân quyền, giờ so sánh lại Mỹ, Việt Nam
Cảnh sát của Việt Nam có bao giờ cầm súng bắn tội phạm khi mà nó dùng hung khí nó đánh nó giết lại cảnh sát Việt Nam chưa? Công an Việt Nam chưa? Chưa. Như vậy là việc cảnh sát Việt Nam tôn trọng quyền con người. Đúng không? Tôn trọng cái quyền sống của con người cho nên không dùng bắn, mà biết mày là tội phạm, mày mày có thể mày giết tao rồi, nhưng không bắn. Còn Mỹ nói mày không nghe, bùm liền. Mà việc này tôi nghĩ rằng rất nhiều người biết ở đây là anh Cầm biết nè, cô An Nhiên biết nè. À, những ai mà ở bên nước Mỹ á, mà tôi nghĩ là có rất nhiều anh em trong cái diễn đàn này ở bên nước Mỹ có mặt trong diễn đàn này, đang theo dõi diễn đàn này, đều biết rất rõ. Tôi thì biết chẳng qua là qua anh em như anh Cầm rồi nói nè, rồi một số em út của tôi, em vợ tôi nó đang ở bên Mỹ, nó cũng về nó nói cho tôi nghe. Thực ra nói Mỹ sống nó nhân quyền chứ, không có nhân quyền chỗ nào, nó nói không có nhân quyền chỗ nào, nó lo cắm đầu làm chết mẹ luôn, lảng quảng nó đè đầu cởi cổ nó bắn. Thằng em rể tôi suýt nữa bị bắn, em rể tôi suýt nữa bị bắn, em rể út suýt bị bắn chết, đừng có vụ mà không biết tiếng Mỹ đó. Thì bây giờ ta coi là nhân quyền đi, nhân quyền nước Mỹ đi, sao nó không có đòi hỏi cái nhân quyền cho dân Việt Nam, cho dân Mỹ ở bên nước Mỹ, mà nó cứ chỏ cái mỏ thôi chó của nó về đi chỗ này mỏ dịch chứ tìm mà chỏ nó mỏ dịch nó về để nó đòi nhân quyền đó. Tôi nói về nhân quyền, cái nhân quyền đó đó, ngoài cái bài viết của thằng Thành Đông hồi nãy là Thơ Quang đọc cái bài viết của anh Thành Đông phải không? Tôi có đọc hồi sáng rồi đó, cái bài viết đó của anh Thành Đông tôi đọc hồi sáng rồi. Thành Đông nó phân tích rất là rõ đó. Rồi bây giờ nói với hồi nó ông thủ tướng của mình, ông tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại với bất kỳ một quốc gia nào về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Có ai lên tiếng đâu, có ai mà thắc mắc đâu. Thực ra thì mỗi năm cái Bộ Ngoại giao của Mỹ nó thường hay có một cái nhận xét ngắn gọn về nhân quyền của Việt Nam, nói thế này thế nọ để cho có, bị nó ăn tiền ăn lương của chính phủ Mỹ, nó phải nhận xét xấu về cái mấy nước cộng sản chứ. Mà tôi thấy toàn là nó nhận xét xấu về mấy nước cộng sản, trong đó có Việt Nam. Tôi thấy rõ ràng đây là một sự phiến diện, nhận xét cái nhìn phiến diện về nhân quyền của Việt Nam. Anh Cầm về Việt Nam rất nhiều lần, anh Cầm đã biết về nhân quyền ở Việt Nam thế nào, quyền sống của người Việt Nam như thế nào đó. Bây giờ qua Singapore như nãy tôi có comment cái đó, như Singapore cái thằng thằng thanh niên của Mỹ nó qua bên Singapore nó về bày thủ tướng Mỹ lúc thời đó là ông Lý Hiền Long, thấy ông Lý Quang Diệu, ông ra quyết ra 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 quyết định xử phạt quất bốn cái roi mây nha, mà bốn cái roi mây quất vô mông một cái rồi tôi bảo đảm là không tét da tét thịt nữa thôi đó, tét da tét thịt chả phun máu á, nó roi mây nó Phật quất mà. rồi, dạ Phật Nó phát rồi. roi à, tổng thống Bill Clinton, thấy vậy mới viết mới có cái văn bản đề nghị là giảm miễn gia hình, dùng cái nguyên từ là đúng từ là miễn gia hình, tức là miễn hết luôn. À, nể tình ông tổng thống có văn ông có đề nghị vậy phải không, được tôi giảm cho rồi quốc ba rồi tét đít đó, nhân quyền của Singapore đó. Sao không qua mà mấy dịch tìm này, không qua bên Singapore đó mà đấu tranh nhân quyền. Việt Nam có đàn áp hay không, có đàn áp những người dân lương thiện không, hay là trừng trị, bắt và trừng trị những người chống đối lật đổ lại chính quyền, không tuân thủ pháp luật của nhà nước đó. Tôi nói đó là về đạo đức mà, anh vi phạm đạo đức tức là anh vi phạm pháp luật thì tôi sẽ có biện pháp chế tài với anh. Mà anh khi đã có biện pháp chế tài với anh là tôi buộc anh phải có cái chuẩn mực của đạo đức, thì anh ngược lại anh lại đấu tranh anh đòi cái nhân quyền kiểu gì kỳ á, cái kiểu này phản cái nhân kiểu quyền, này nhân quyền. Hả? gọi là phản nhân quyền đó, đúng không anh? Đó đó, thấy không? Tôi nói đơn giản như thôi. Bây hãy qua mấy cái nước Hồi giáo, qua Singapore, cái kiểu đó nếu mà vi phạm pháp luật của nó đập bằng roi đó. Rồi qua đòi nhân quyền đi. Còn Việt Nam bên này chỉ trừng trị chế tài đối với những người nào chống lại đòi lật đổ chính quyền Việt Nam hoặc là xâm phạm quyền và lợi ích của người khác thì Đúng rồi. nhà nước mới 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 mới, mới mà chế tài. Chế tài xử lý. Dạ. À, chế tài bằng pháp luật đó. Có cái khung hết mà đó. Thì như vậy anh cứ dựa vô cái chỗ nhân quyền để anh nói đó là anh phản nhân quyền, giống như là đúng như như Thư Quang nói. Thì bây giờ nói lại vấn đề là tại sao nó cứ chỏ cái mỏ dịch nó về đó nói hoài là vấn đề nhân quyền, là chẳng qua
nó là một cái thằng thất bại, nó là thằng thất bại bên đây rồi. Nó mới qua bển, nó tập hợp lại một cái đám du hỉ du thực rỗi công rồi nghề nhàn cư di bất thiện đó. Cái đầu tiên là cái đám mà phằng mà gãy súng chạy, rồi sau này là cái đám hậu vệ kế thừa để đi theo cái chủ trương, cái quan điểm, cái đường lối của cái tụi mà gãy súng á, cái đám hậu vệ sau này nó để rồi nó chỏ cái mỏ về, nó đòi lật đổ lại cái chính quyền Việt Nam. Như vậy chứ nó về nó tổ chức khủng bố rất là nhiều lần ở Việt Nam, mọi người đều biết hết mà, cho nên nhà nước mình mới cho nó rằng cái tổ chức công bố với thế giới nó là tổ chức khủng bố. Cho nên là giờ nói với nhân quyền thì tôi chỉ sợ nha, hôm trước tôi có nói với mọi người rồi, với trên diễn đàn đợt trước tôi có nói diễn đàn, tôi không lo mất nước bởi vì cái tụi này nó lật đổ, bởi những cái đám này nó lật đổ, mà tôi sợ cái đám con cháu, cái thế hệ sau này nè, cái tụi này cứ nay nói một tiếng, mai nói một tiếng, mốt nói một tiếng, nói hoài, những đứa trẻ nó không hiểu. Mà đặc biệt là tôi nói cái tụi mà những đứa trẻ mà có học có hành, đôi khi nó làm lại không nói, nhưng mà sợ những cái người thậm chí lớn tuổi trưởng thành rồi nhưng mà do nghiện ngập, ăn chơi nhậu nhẹt, không có tiền để mà thỏa mãn cái nhu cầu của mình, rồi bắt đầu nghe mấy thằng này sách động xúi dục, nó phá bên đây bị bắt cái mấy thằng nội nãy tôi nói đó, phá cái bị bắt cái đi cải tạo hay đi giam giữ gì đó đủ thứ hết nha, phạt rồi các bắt đầu đâm ra quán cái chính quyền. À, chính quyền này tụi kia nó chọt về, cái nó cho mày cho mày chút ít, mày hít vô chừng dài liều đi, hoặc mày chích dài mũi đi, cái mày quậy cho tao đó. Tôi sợ là sợ cái đám đó, rồi cái đám sau này nó càng ngày nó càng không hiểu khổ đó. Bởi vì hôm trước tôi có viết đăng một cái tấm hình là cái một anh bộ đội mà lớn tuổi rồi, cầm gầy yếu cầm cỏi, do thời gian, do cái dư chứng của chiến tranh, hậu quả của chiến tranh để lại. Anh đó thì cũng tuổi với tôi khoảng cùng tuổi với tôi thôi, nhưng mà ngồi trước mộ, giải mộ của đồng đội mình, khóc than rằng tao sợ rằng là sau này khi tao chết đi, tụi nó sẽ không nhớ cái đám, tức là đám con cháu nó sẽ tôn thờ lại cái đám dịp tìm này nè đó. Thì ông nói vậy, ý của ông là vậy. Thì tôi nói cụ thể luôn là dịp tìm, tức là cảm ơn và tôn thờ cái đám mà nó đã phản quốc và nó đem quân qua, nó dài xéo đất nước. Nếu tôi có đưa một cái bức ảnh đó lên trên Facebook, trên trang của tôi, không biết anh em có coi không? Đó có hả? Mà tôi qua có coi không? Đúng là cái hình, cái tấm ảnh nó rất là đau lòng. Đó, tụi đó là nó đánh vậy đó, đánh thế hệ mai sau, chứ không phải nó đánh dường như tụi tôi, đánh không lũng đâu. Thì đó, thì mấy cái này chứ chúng ta cũng có sự trăn trở và cái văn hóa đó anh. Đúng không? Chúng ta cũng trăn trở là vấn đề sợ là nó mai một. Văn hóa nó mai một, và lâu rồi dần nó thấm vào cái tư tưởng, tư duy của cái lớp trẻ đó, thì họ sẽ không có ý thức được, họ không có nhận thức ra được cái gì đúng đắn. Cái điều đó thì chúng ta thấy thế này, là chúng ta đã từng khẳng định với nhau rằng một đất nước khác nó muốn diệt một cái dân tộc khác, nghe, một đất nước này muốn diệt dân tộc kia thì trước hết nó phải tiêu diệt cái nền văn hóa của dân tộc đó. Cái thứ hai tôi có nói rằng một cái dân tộc nào mà không đoàn kết, nghe, sâu xé lẫn nhau thì sẽ là món ngồi mồi ngon của một dân tộc khác, để muốn mồi ngon cho dân tộc khác, nó sâu xé, nó dày xéo, nó xâm chiếm, nó đồng hóa, nó tiêu diệt đó. Cái đó cho nên tôi sợ, rất là sợ về sau này. Vì vậy cho nên là vấn đề văn hóa dân tộc, là nếu như mà những cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Giáo dục, mà nếu không chú trọng về vấn đề giáo dục về đạo đức, giáo dục về văn hóa dân tộc, là không khéo một thời gian sau này, bây giờ thì chưa đâu, chừng 50 năm, 70 năm, 100 năm sau thì coi chừng chúng ta không còn là người Việt Nam nữa, mà nó lai căng tùm lum hết trơn, văn hóa lai căng hết. Thôi rất cảm ơn Thơ Quang và rất cảm ơn anh chị em đã nghe cái ý kiến của tôi, những lời phân trần, những cái tâm tư trăn trở của tôi về vấn đề mà nhân quyền, về văn hóa dân tộc. Tôi nói đơn giản vậy thôi. Xin kính chào. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ.